Xin chào anh fan cưng Nguyễn Ngọc Gia Phát này. Mặc dù một con người có danh hiệu fan cưng, nhưng cái danh hiệu quan trọng nhất của live stream ngày hôm nay, danh hiệu người chia sẻ thì vẫn chưa có. Và hy vọng rằng sau khi em nói câu vừa rồi thì anh Nguyễn Ngọc Gia Phát, một fan cứng của Xi Măng, sẽ bớt một chút thời gian để nhắn chia sẻ ủng hộ cho Xi Măng và Ronan Tễu nhỉ. Chào fan cứng Tạ Đức Hưng. Vâng, chuẩn rồi, chúng ta vừa rồi ốp A là thắng rồi. Là ốp được A là thắng. Ốp được cung AC là thắng. Vâng, về anh Nguyễn Đắc Nhất là chúng ta về ăn cưới. Vâng, về tiễn về môn theo chồng. Thì cái bộ môn kiểu dân ca nhạc cổ truyền, những cây bát và những mảnh chiếu, những con bài. Rất nhiều anh em, số phận của nhiều anh em của ve cũng đang định đoạt đêm qua. Đấy, em thì khả năng cao vẫn xa bờ rồi. Cái bộ môn này nó không thể thiếu. Một bộ môn mà không thể thiếu trong những ngày cưới, tang lễ. Những chiếc bát cổ và những mảnh chiếu, cùng với đấy là một vài con tròn tròn, hoặc bốn con tròn tròn. Anh em sụm 5, sụm 7 là mới thuốc. Vâng, hai bên cái cân, bán sạch mặt trận. Những câu nói vang lên cảm giác rất trùng hồn. Sau những tiếng mở bát, nhiều anh em cũng mất tay đấy. Khổ. Còn chiều nay thì có kèo trước mắt sẽ là hai kèo. Một kèo 2-2 giữa game thủ với lớp T, đối đầu với cả cặp đôi đến từ Nghệ An, Vô Thường No 1. Và đồng hành với đấy sẽ là một kèo 4-4 giữa game thủ Hà Nam. Vâng, Hà Nam và Game TV có chip. Thông tin số kèo đấu, một thông tin số chi tiết cho anh em về kèo đấu chiều nay sẽ như thế. Vâng, về lớp thì cái môn gì cũng biết. Cái đặc biệt của về lớp là môn gì cũng biết. Như đã nói, không biết anh em nghe em nhiều đã biết hay chưa. Đó, ngày trước thì trước khi gặp về lớp thì em học đến lớp 3, bằng chỉ biết duy nhất phép tính cộng trừ nhân chia thôi. Nhưng sau khi mà tiếp xúc với cả về lớp một quãng thời gian thì em học thêm rất nhiều phép tính. Mũ 3, can bậc 2, bằng lũy thừa, cũng như là 3 lít dồn, rồi tổng vệ sinh, to ăn các thứ. Rất nhiều phép tính được về lớp dạy cho. Còn trước đây học đến lớp 3 thì cô giáo chỉ dạy cộng trừ nhân chia thôi. Không có biết đến kiểu như là 3 lít dồn hay là tổng vệ sinh gì đấy. Về lớp với bộ môn gì cũng biết, nhưng mà không nghiện bộ môn gì cả. Cái tốt của những người đàn ông, có môn gì chúng ta cũng phải biết. Nhưng mà đặc biệt chúng ta không được bất, không được để một cái gì đấy nó chi phối chúng ta cả. Rồi, xin chào anh Ngọc Tuấn nhá, và xin chào anh Mạnh Chí Nguyễn. Hôm nay mình luận buổi sáng, thực ra không phải là buổi nào cả. Vâng, thực ra thì phân lịch lúc nào thì mình làm lúc ấy thôi, chứ lịch chúng ta không cố định. Vâng, trực kèo thì trực kèo từ sáng đến tối, và chúng ta được phân vào lịch nào chúng ta làm thôi. Rồi, xin cảm ơn anh Ngọc Tuấn nhé. Có lẽ rằng thời điểm này thì John thì cũng đang nghe được những lời chúc của anh rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, hy vọng là anh tiếp tục giữ vững tinh thần như thế. Hoặc tiếp tục theo dõi và đồng hành, ủng hộ cho thủ Ronan Tễu như là anh em của Vec nói chung. 19 nông dân đến từ Pan. Như vậy Parmesan vẫn chưa lên đời này. Vâng, Pan của U98 vẫn chưa lên đời. Nhưng đang ràng rất nhiều ruộng tuần này. Khả năng cao sẽ có bánh xe sớm. Bởi vì Parmesan đang có khoảng tầm 6 chiếc ruộng ấm.
một p gõ ra, chuyển qua máy xi măng xem liệu rằng tầm máy xi măng, ông xi măng đang khung nhà bài này bằng chính xác là tròn nhà. Ông một giò lọt vào nó hơi ảo, bằng chỗ kia chỗ ib kia anh rồi vẫn kịp. Rất may đây chỉ là một con giò không có công giáp. Ông xi măng đang phải mất rất nhiều lượng ở nhà ông tơ này. Ông một con chém sinh ra đây là đơn vị ăn hoang, đang giết nhanh con giò này trước khi nó dò ra những điểm yếu của xi măng. Rồi kín, vẫn kín. Như vậy mà một đàng một tơn mà khá nhiều dân của một tuyển thủ Thành Lắc tơn này vẫn chưa bành xe này. Khả năng cao một này không đánh P bởi chúng ta có Maxi. Vậy có bánh xe cho tuyển thủ Thành Lắc. Rồi xin chào anh Nguyễn Văn Tùng và xin chào bà xã của anh và bạn cùng giường của anh là chị Lâm Oanh. Chúc hai vợ chồng xem kèo vui vẻ. Đúng rồi, anh Lê Gia Bảo, vâng, dạo này chúng ta chế liver suốt ngày đêm rồi. Game thủ bây giờ sinh hoạt rất đều đặn và đập y ngược đến từ game thủ của một Thành Lắc. Còn y này là Ikatha. Xi măng có thể cẩn thận đến con y này bởi y là Ikatha. Đỡ bên này như vậy 30 trên đôi khả năng cao, chắc là phải căn được ban nhỉ, căn được ban nhỉ. Như vậy vẫn cố gắng căn được ban trong tuần này. Bằng vác phù sang thủ cho xi măng rất chuẩn, và hai cầu thủ ta đang phối hợp với nhau quá tuyệt vời. Gặp kìa 2P nhưng đây là 2P đến từ Johnson. Có xin con y nào. Đó cứ đứng trên dốc và chửi thôi, những pha chửi, những pha hát đến từ những con phù. Rất chuẩn bài từ cả xi măng Jordan Tệ, một sự kết hợp đang cảm thấy đang cực kỳ nhịp nhàng. Hoặc là nó hơi điếc, nó thổi lại. Rất may cuối cùng nó vẫn đổi màu. Tạm thời Parmesan vẫn chưa làm được gì cả. Như vậy Pan bắt đầu chuyển sang sóc nhiều khung giờ. Tốt, việc của Pan sau khung giờ này xi măng sẽ có việc để làm. Và liệu rằng xi măng sẽ thả ra khoảng tầm 4 con y. Xi măng sẽ có việc để làm. Và đây là rất nhiều chém của Ron Thiệu. Vẫn đang là bài 1L1P đều. Và sắp tăng lên nhà BL thứ hai. Bài của Ban, bài đánh cung L thì không quá đáng lo. Đây là pha thổi. Vâng, những pha thổi vẫn đang cực kỳ chuyên nghiệp em ơi. Ban sóc toàn cũng rời. Nhưng đây như vậy phù thêm hai con y này. Hai chiếc y đã phê. Hai chiếc y Thành Lắc không lên đang phê trước những con P của Jordan Tiễu. Một cái pha công hai y và không ngờ rằng cái bài nhà Jordan Tiễu đang rất gần nhà Xi Măng. Có thể vác những con P sang thủ. Vâng, 2P, 2 cái y này chính thức là phê. Không mang lại tác dụng gì cả. Nó tốn khoảng tầm 400 gỗ và rất nhiều thực và vàng đến từ game thủ Thành Lắc. Tham lai chúng ta đang đè. Vâng, Tê đang là người có tham lai to nhất và tiếp tục vác P ra phù tơ này. Rất nhiều P vẫn tiếp tục sóc P cho ngoài kata này. Quá kinh khủng đến từ game thủ Thành Lắc. Một hình ảnh rất buồn cười. Vâng, mặc dù bên mình nhà P rất gần nhưng Thành Lắc vẫn đang ra châu y bài này. Vâng, châu y kata đâm vào nhà đánh châu P. Chiến thuật rất mới, bơm vàng vào xi măng sẽ người căn bản đồ di sai rồi. Vâng, sự kết hợp quá hay đến từ game thủ Jordan Tiễu và xi măng. Vâng, 2-0 trong giây 2, tất cả những gì chúng ta đang phải ngập đắng nuốt cay trong thứ nhất, chúng ta đang dần trả lại. Vâng, 2-0.